vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Xa Hàn, và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin nổi bật có trong ngày. Và ngày hôm nay thì bộ sưu tập Spring Summer 2022 của Saint Laurent thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week 2022 chính thức diễn ra, và nhân vật được mong chờ nhất tại show diễn lần này không ai khác ngoài Rosé, cô đại sứ toàn cầu của nhà mốt nước Pháp. Trong khi cô chị Jisoo khá kín tiếng về chuyện di chuyển thì người hâm mộ đã dễ dàng gặp mặt Rosé trước khi show diễn diễn ra tại khách sạn mà cô nàng đang ở. Lần này thì vẫn là sắc đen nhưng Rosé đã chịu đổi mới hơn với chất liệu xuyên thấu lấp ló bên trong rất sexy. Hình ảnh chính thức của Rosé tại show diễn của Saint Laurent, hôm nay thì Rosé chơi bạo quá, mặc cả đồ xuyên thấu lấp ló phục y phía trong. Cô nàng phối cùng với bốt da cao tới đầu gối, kẹp nơ bản to và chuỗi vòng cổ ngọc trai. Nhan sắc của cô nàng vẫn bảo toàn song lại lộ vóc dáng có phần cò hương, đặc biệt là phần vai. Rosé được săn đón hết mực từ lúc ra khỏi khách sạn cho đến lúc tới show diễn giữa đám đông, nhưng Rosé vẫn nổi bần bật nhờ vóc dáng cao ráo, nước da trắng ngần cùng mái tóc vàng bạch kim chứa danh. So với bộ cánh ở Met Gala lần trước thì outfit này đã tiến bộ hơn rất nhiều, ít nhất là không bị an toàn nhàm chán nữa. Ngoài ra thì make up cũng đã đỡ gây tranh cãi hơn. Là Tốt Xa Hàn, và cảm ơn bạn đã theo dõi video này, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.